Quang Hải và Huỳnh Anh công khai tình tứ sau scandal, Nhật Lê bỗng đăng trạng thái cực gắt. Chia tay đã lâu, nhưng mỗi lần Quang Hải có biến, cư dân mạng lại chú ý đến từng động thái của cô nàng Nhật Lê. Sau bão scandal hack Facebook và lộ tin nhắn tình ái nhạy cảm, cặp đôi Quang Hải và Huỳnh Anh ít khi chia sẻ những hình ảnh của đối phương trên mạng xã hội. Trải qua những sóng gió, trái với lời đồn đoán của dân tình, Huỳnh Anh chọn cách tha thứ và ở bên cạnh bạn trai khi khó khăn. Cặp đôi thường xuyên được bắt gặp tình cảm bên nhau, chứng minh mối quan hệ ngày càng khăng khít. Mới đây, Quang Hải và Huỳnh Anh khiến dân tình xôn xao khi công khai xuất hiện bên cạnh nhau trên khán đài để theo dõi trận bóng đá giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC. Cả hai diện trang phục giản dị và thoải mái, liên tục cười nói cùng nhau. Trong khi đó, dù chia tay đã lâu, nhưng mỗi lần Quang Hải có biến, cư dân mạng lại chú ý đến từng động thái của cô nàng Nhật Lê. Khi hàng loạt scandal về bạn trai cũ phủ sóng mạng xã hội, cư dân mạng mong chờ cô nàng sẽ có động thái gì đó. Nhưng hot girl vẫn luôn im lặng, chăm chỉ post những tấm ảnh xinh đẹp và quyến rũ bên cạnh bạn bè. Tuy nhiên mới đây, Nhật Lê bất ngờ khiến dân tình chú ý khi đăng tải dòng trạng thái lạ lên trang cá nhân. Cụ thể, cô nàng viết, hãy xem nhau như là người vô hình, đã bước qua rồi đừng quay trở về, chỉ làm người con gái khó xử và tổn thương thôi. Hãy làm theo trái tim mình mách bảo cho cuộc sống của hai người thêm tốt đẹp. Dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến dân tình không khỏi nghĩ về đối tượng mà cô nàng đang nói tới là ai trong hai người bạn trai cũ. Hiện tại, cả hai tình cũ của Nhật Lê là Quang Hải và thiếu gia Hưng Harry đều đã có bạn gái mới. Cư dân mạng cũng gửi lời chúc hy vọng cô nàng Nhật Lê sớm tìm cho mình một người thích hợp. Quang Hải và Nhật Lê yêu nhau từ năm 2016, trước khi chân sút nổi tiếng gây chú ý và trở thành ngôi sao sáng giá trên sân cỏ Việt Nam. Cặp đôi có 3 năm mặn nồng trước khi đường ai nấy đi vào năm 2019. Dù đã chia tay, nhưng mỗi khi có biến cố xảy ra, tên của cả hai vẫn được cộng đồng mạng đặt chung với nhau. Cả Huỳnh Anh, bạn gái hiện tại của anh chàng, cũng thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh với hot girl xứ Quảng.